Ok, giờ nếu mà gặp cái timer như vậy, cái này là water timer cho cái hồ bơi. Giờ mình chỉnh sau. Đầu tiên nó nước là nó sẽ vô đây, chạy qua đây. Cái này nó mở cái nước ra xong nó chạy qua đây. Chạy vô hồ. Thì mình bỏ lên. Thì mình bấm nút, bây giờ nó mở rồi, ví dụ nút này là nút mở nè. Tắt nè. Mở nè. Đó, bây giờ là 11 giờ 30 48 AM. Đó, nếu mà mình muốn chỉnh giờ thì mình bấm nút này thì mình có thể chỉnh giờ. Rồi sau khi mình chỉnh giờ xong rồi á, mình có thể chỉnh tháng nè, tháng 5 ngày 24 năm 2024. Đó, thấy cái chữ chữ này là year nè. Đó, chữ này là day. Chữ này là month, month là tháng đó. Ngày năm bấm tiếp đó là giờ, nếu mà muốn muốn chỉnh chỉnh giờ, giờ mình muốn chỉnh ngày đó, là cái này là cái ngày là nó lên nè đó, giống như thứ hai đó, mình muốn nếu mà nó có cái gạch đằng sau đít đó là cái ngày mà mình muốn nó chạy đó. Ví dụ mình muốn tắt thứ hai thì mình bấm xuống tắt thứ hai, bấm lên đó, nó có cái gạch đó là nó chạy nó xuống lên đó, thì là nếu mà nó có gạch từ sau đít đó là nó chạy mỗi ngày đó, là chỉnh mỗi ngày. Chừng bấm nút này nữa là start, start là bắt đầu từ mấy giờ, 9 giờ, nếu mà muốn chỉnh 9 giờ 10 giờ thì mình cứ làm vậy đó, chỉnh mấy giờ 9 giờ đó. Start high á là nó có thể, cái này nó có thể bốn cái tới bốn cái thai mà lượng bốn, nó còn lên bốn bốn ngày luôn á, bốn lần luôn á, rồi mình chỉ mới cần một lần thôi là được rồi. Rồi bắt đầu 9 giờ cho nó lên, rồi bốn cái nữa là mấy mấy phút, 8 phút ngày, 7 phút ngày, 5 phút ngày tùy đó. Bây giờ thì cái này nó là 8 phút, bấm qua vậy là nó để mình biết. Chúng bấm thêm cái nữa là off đó. Đó, vậy là ok rồi, là giờ chỉnh. Ví dụ mà mình vô đây, mình mở này ra, mình thấy off thì mình bật lên. Ví dụ mình thấy cái hồ bơi nó thiếu nước, mình muốn chỉnh cho nước nó vô thì mình bấm nút này nè. Đó, nó on nè, đó là nó sẽ nói mình ok, giờ nó nước nó bật lên. Sau đó mình có thể chỉnh mấy phút trong một ngày. Thì bây giờ ví dụ mình thấy hồ nó thiếu, mình cần nó lên 30 phút. Thì đó mình để vậy, vậy thôi, xong là tự động nó tắt đi. Nó tắt đi 30 phút xong là tự động nó hết. Hay là nếu mà mình cảm thấy nó đầy rồi thì mình bấm nút này là nó tắt lại. Đó. Ok. Đó, giờ này nó off là mình để nó on. Giờ kiểm tra giờ lại nè. 9 giờ vẫn còn 8 phút, có lần mỗi ngày. Và cái này là mình bật manually tự động thôi. Đó, mình bật cho ngày hôm đó thôi, chứ nó không có nó trở lại đó, mình có thể chỉnh cái giờ lên xuống tùy. Ok, thì là nó chạy hết rồi, tự động trở lại.